Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với một chương trình đặc biệt sắp diễn ra tại thành phố Houston với đầy những màu sắc cổ truyền và nhiều những nét văn hóa Việt Nam, một sắc rất là Huế. Anh sẽ làm cái chương trình này, anh sẽ giới thiệu về Huế thì anh sẽ tạo tất cả những cái gì mà cái phong cảnh và cái nét đẹp của Huế sẽ biểu tượng tại ở tại Silver Screen từ cái phong cảnh. Thì anh sẽ, cái lúc quý vị mà đến nghe với là Silver Screen cho cái chương trình này đó, thì quý vị sẽ tưởng như quý vị đã ngồi trước cung điện của thành nội Huế. Cái tên tiếng Việt của bộ sưu tập nó là Nam Phương Hoàng Hậu Quá Khứ Vàng Son, thì nó là thể hiện lại, nó kết hợp Đông Tây và hoài niệm lại cái thời mà triều đại phong kiến nó đã qua rồi nhưng mà nó còn lại những cái dấu ấn. Hy vọng là quý vị cũng sẽ rất là thưởng thức và chờ đón một chương trình gần đây.